Hello tất cả anh em nha, và chào anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây, và chào anh em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon Online nha. Và tiếp tục là những cái giá muốn gửi đến cho anh em, thì mình sẽ gửi cho anh em một bài về format standard. Đó là bài về... Và đều khoa nhau chấm tính năng hôm nay. Và chúng ta sẽ sử dụng 15 lá Pokemon, 34 lá Trainer, còn lại là 11 lá năng lượng hệ thép nha. Ok, bộ bài của chúng ta sẽ sử dụng một em Ice Glass. Thế này... cái thương hiệu em này là ở cái move 2 nha. Một vụ hai của em này á, đồ đánh này sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Pokemon active đối thủ. Ví dụ như là đối thủ sử dụng Decidueye đúng không? Cái con mà chẳng đánh từ Pokemon V với là giết đấy, thì em lại đánh xuyên qua được nha. Vì đó là cái hiệu ứng chẳng đam từ basic, không chẳng đam chứ. Vậy mà em lại sẽ đánh xuyên được. Ví dụ như là em Gun mà stay high, em Gun mà chẳng đam từ basic ấy, em lại cũng đánh xuyên qua được nha. Tức là em này sẽ đánh xuyên qua mọi hiệu ứng luôn. Ví dụ như là nếu mà nhớ không nhầm thì là hiệu ứng mà giết của Luca Medo ấy, em tắt tim ấy, đấy, giảm 30 sát thương của nhận vào của hệ thép ấy, em này hình như đánh cũng xuyên qua luôn, đấy, dù cho đối thủ, dù cho đối thủ có sử dụng thêm cái chứ nào, mấy cái mũ mà giảm 30 sát thương hệ thép nhận vào ấy, em này cũng đánh xuyên, nói chung là đánh xuyên qua tất, đấy, nói chung, bỏ bất thì hiệu ứng gì chỉ cần đánh vào đối thủ là chắc chắn 130 đấy, các bạn hiểu lý như vậy thôi đấy, cứ đánh là 130 không chạy đi đâu được. Tiếp theo là bốn em Lion Mail, em này có BT là bạn có thể bỏ hai lá trên tay, sau đó bạn có thể tìm trong một bài một Lion Busker và lấy lại lên tay đấy. Em của mình Berserker là em này có BT là Pokemon hệ thép các bạn sẽ được tăng 20 sát thương, tức là nếu như bạn có bốn em này đi thì Pokemon hệ thép các bạn đánh là được tăng 80 sát thương, rất là kinh, có cộng dồn mà. Tiếp theo thì bốn em Jason V, em này thì có BT là mỗi lần có lượt có thể nhìn trên đỉnh 3 lá và lấy số năng lượng đến được Pokemon này, còn những lá khác thì lên tay, ví dụ nhìn 3 lá trên đỉnh mà không có năng lượng thì lấy lên tay hết đấy, nói chung là không lấy được năng lượng đặc biệt thôi. Cái này thì sau khi sử dụng ability thì sẽ hết kết thúc lượt nha. Đồ đánh này thì 230 sát thương, cần 3 năng lượng thép và khi tấn công thì không thể tấn công trong lượt tiếp theo. Tiếp theo là một em Yamagenta V, em này có ability là chặn tất cả đam từ Pokemon V Max nhận vào nha. Đấy, còn là V Max không đụng được vào em này, trừ hiệu ứng thì vẫn dính. Tiếp theo thì mua bị em này là bỏ năng lượng đặc biệt từ Pokemon đối thủ thì 130 sát thương. Tiếp theo là 4 Metal Soldier, thì em này có thì khả năng của lá này là đỉnh một năng lượng thép tự nhiên một và một Pokemon thép ở bên nha, đỉnh năng lượng bình thường thôi, không đỉnh được đặc biệt đâu nha. Theo là 4 Pokégear 3.0, khả năng của lá này là nhìn đến đỉnh 7 lá và lấy một lá Smokter thêm bên tay để đối xào lại bộ bài. Tiếp theo là 4 Kickball, khả năng của lá này là vứt bỏ lên tay và lấy một lá Basic từ bộ bài thêm bên tay. 4 lá Switch, chúng ta switch những Pokemon active xuống dưới bên. 4 Turbo Patch, khả năng của lá này là Tonosu. Nếu như ở mặt ngửa thì bạn có thể đến một năng lượng vào một Pokemon Basic ngoài trừ năng lượng ngoài trừ Pokemon giết nha. Đấy, Tonosu mặt ngửa thì bằng lấy một năng lượng để thép tự nhiên một đến được một Pokemon Basic không phải là Pokemon giết là ok. Tiếp theo là 4 Border chứ bắt một Pokemon Ban đối thủ lên active. 4 Mani chúng ta xả tất cả bài tay, bốc 5 lá đối thủ bốc 4 lá và những lá hai bên mới xạo ấy thì sẽ đặt dưới cùng có bộ bài. 4 Professor Research, khả năng là bốn tất cả bàn tay bốc 7 lá. 2 Air Balloon chúng ta đến một Pokemon, Pokemon đó sẽ retreat là giảm 2. Còn lại là 11 lá năng lượng thì test thôi, basic hết nha. Ok, mình cùng vào basic làm thử một vài trận đây, xem một bài này sẽ hoạt động như thế nào. Đấy, thép này, mail. Nếu mà nó quá chán ngấy với những bài ADP Jason thì hôm nay mình chơi một bài khác cũng là Jason, cũng là Yamagenta luôn, nhưng không phải là Luca Medo hay là ADP. Mình win này rất là hên, mình sẽ đi trước nha. Mèo lên đi. Không biết quả đối thủ sẽ là một bài gì đây. Nó không có không biết có vi mắc không nhờ.
mình không biết đối thủ có chơi VMAX không. Nếu có thì mình đặt em Yamagata xuống. Không thôi. Có không? Có năng lượng luôn, ngon có. Có cả switch luôn. Lượt sau mình lên đánh có chết con Ace Class của đối thủ luôn. Mình nghĩ đối thủ sẽ là có hai trường hợp, một là ADP Jason hay là ADP Ace Class. ADP đính cả cái ban nó luôn à, ghê thế. Hết lượt. Ờ không hết lượt. Hết lượt thì hên có. Đối thủ hình như không có switch đâu, mình nghĩ là vậy. Trong cái lúc mà đối thủ chưa switch được thì mình sẽ cố gắng setup. Nói hơi tham chứ phải tầm 3 em Guardian Berserker. Đấy, hết lượt rồi. Chắc cũng chỉ là một con mèo thôi, vì vậy mà đó, mình làm luôn đi. Để phải bóc được. BT của em Mel Basic này là bỏ hai lá trên tay. Có một Berserker trong bộ bài. Rồi tiến hóa, sau đó mình money. Có năng lượng không? Cái gì vậy? Đánh ra là hơi đen nha. Vẫn chưa có năng lượng luôn. Toàn trời ơi đen thế. 11 năng lượng mà mình bốc còn 35 lá. Vẫn chưa ra. Ví dụ đen này rồi, liệu có switch hay không? Không có. Dễ sệt. Lát nữa mới mệt này, mình không biết vứt cái lá nào đây. Mà ngoài bắt ai, bắt thì bán, có đồ bắt. Có như vậy cho đối thủ sẽ hết liệt. Đấy, mình biết mà, đối thủ không có switch. Cái con này ở active nó khó nuốt lắm. Giờ nhiều thế. Bot à. Để xem nào. Mình phải cần thêm một em nữa. Bỏ reset luôn đi. Mình thích giữ lá switch hơn. Đấy, lên đây mà chơi ADP ơi. Đấy giờ mới có năng lượng. Nhưng mà mình bridge. bridge rồi. Mình bắt 4 lá supporter rồi. Trong cuộc bài mình chỉ có 8 lá để giúp bốc bài hoặc xào bài thôi. Mất một nửa rồi. Mê được sâu sờ rồi. Nếu thử có ending switch thì mình rất rất là sợ nha. Mất em Jason này là mình thua lúc đấy. Ok, thử money rồi. Rồi gì tổ năng lượng vậy? Đùa nhau. Mệt nha, tao năng lượng 7 nha. Chờ ông ADP lên mãi. một con mèo không cần nha. Switch không cần luôn, trời ơi. Jason thì có vẻ tạm được.
Reset rồi, hy vọng cũng có hai meta sorcerer. Đó thứ mình vui rồi. Ồ, vẫn không có. Ồ. Theo như mình thấy ấy, thì có vẻ bộ bài đối thủ là hơi giống với bộ bài mà hồi trước mình đem đi tour. Win rồi, game này mình win rồi. Tính ra hai Jason nằm trong Pride luôn. Rồi đối thủ đẩy ai? Đối thủ đẩy Jason lên lấy 3 Pride. Mình đẩy Jason lại, mình knock out lại đối thủ. Không có gì phải sợ cả. Nó là dễ dàng luôn. Ok, trận đấu đầu tiên win ADP Jason. Đấy. Rất là hay. Tiếp tục tìm kiếm đối thủ tiếp theo nào các bạn. Gantorot 001 Normal Win. À, thua rồi, không được đi trước rồi, vậy sao ta? À, vẫn được đi trước. Mà không có Pokemon. Mình nghĩ chắc chắn những đối thủ sẽ nghĩ mình chơi ADP Jason. Nhưng không, mình không chơi. À, có ADP nè. À, nhầm, có Jason chứ. Ai đây, đất đối thủ sẽ là đất nào đây? Đất gì đây, mà đi sau. Ờ, Seticot à. Vậy thì mình rất là sợ nha. Red Shark, oh no. Red Shark mà mình cần phải... hai em mà hai em là đủ. Mình thích những vụ chơi lớn hơn, vì vậy mà mình sẽ bỏ luôn research đi. Đây. Vì mình còn có BT bốc 3 lá mà. Có Pokégear. Việc bây giờ mình cần là tìm kiếm những thứ như là research hoặc là switch là ok. À, mắc một research rồi, hơi Research đối thủ sẽ làm gì đây? Một vài hệ lửa là thứ khiến mình rất là sợ. À, mình nghĩ đối thủ sẽ là Green Zack. Đấy, biết ngay mà. Có vẻ Green Zack đang trên đường trở lại. Rồi lấy hai lá gì đây? Sân à? Với Weather à? Hoặc là Switch và Vulcanian. Đây biết ngay mà. Tính ra thì hơi khó với mình nhỉ. Vulcanian sẽ rất là mạnh. 110 Witnit 220. À, khó nhờ. Biết mình không xài Grid Capture luôn. Kẻ này nói chung là tỷ lệ win mình vẫn thấp. Mình khó có con nào nấp đam vừa ấy để nấp AKM Vulcanian. Kiểu như là tầm 2 năng lượng thôi, đam to tí. Không có, mình không có. Toàn 3 năng lượng, yêu cầu rất là gắt. Thử switch và Vulcanian vào cái em. Ai nhận dùng mua vị đầu tiên vào cái em Rexizap. Có kia được ai không? Money, ok.
Hơi lo sợ nha, đính vào lỡ không retreat được thì mình cũng toang. Quick bond. Money đi. Ơ không có năng lượng rồi, chết 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 chết. Ồ, 2 Metal Sorcerer. Một Turbo Pack. À, lượt sau mình... Chí việc. Ê, ê, đây, bài, 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 đừng, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng, 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 đừng. Hay quá. Đã tiếp tục Green. Ơi, Green lấy Pokemon Catcher ra thì là toán đấy. Ê, mình nghĩ là tôi sẽ lấy Zen hết. Cái sân. Và Pokemon Catcher. Đừng làm vậy bạn ơi. Mình nghĩ thủ có quay địch trên tay không ta? Mình nghĩ là không. À, bỏ sợi. Đấy, biết đối thủ có Legend hết chứ. Ê, khoan, đối thủ Big Champ mà. À. 300 máu. Rồi, lại mệt rồi đây. Bắt đầu máu tức là mình phải set up 4 em. Ngứa luôn, hên quá. Đấy, vừa đánh 250 rồi bằng làm sao? Nói vậy chứ mình thua rồi. Sao win được? Quyết định mà chịu thôi, không win được. Thả lực vừa rồi đánh còn được, cớ giờ đánh không lại được. Đối thủ chỉ cần có weather để đối thủ win. Không, đến từ từ vậy vẫn win. Thôi, đầu đầu ha. Thua rồi. Kèo lấy thì đơn giản thôi, như vậy nhé. Mình không lấy được 3 prize. Đối thủ chỉ cần chọt nhẹ mình outray phát, đối thủ lấy 2 prize. Nó có phải đối thủ còn 2 prize không? Lần sau đấy một em Vulcanion lên mua vị 2 cũng là mình thua rồi. Mà kìa đấy mình không win được. Quyết định là mình chịu. Bởi vì mình xài khá nhiều Turbo Patch, vì vậy mà không có xài năng lực đặc biệt. Oh, Yamagenta active. À, bài này hơi khó nha, mình không set up được cái em basic. Rồi lại Volcanion nữa. Kiểu khó thế. Toàn 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 không có năng lượng với mộ, làm sao mà Mega Sorcerer and Turbo Patch. À, đen thế nhờ, đây còn cà phê lứa nữa. Thấy thấy cái gì vậy, đùa nhau à?
Mình on in lượt này nha. Bàn tay đẹp mà phải vứt. Hơi buồn. Cho mình lá switch nè, metal saucer các thứ đi. À không có năng lượng. Không có switch. Buồn thế nhờ. Ba switch. Ôi trời ơi. Đừng có bot bạc ơi, đừng bot, đừng bot. Đừng bot nha. Sẽ thì cót à. Mình nghĩ là nhưng mà dân ta vẫn sống. Đấy, vẫn sống tốt. Money đi, mình không muốn mất hai switch. Hai trăm bảy rất là đau. Mấy rồi sao rồi? Ấy sao lại ấy lát trời ơi. Rồi có static code vì mắc rồi. Nếu thủ đánh được 120 thì Witnit là 240 mất Jason. Cái này đối thủ sẽ phụ thuộc vào Vulcanian. À. Mấy đứa sâu sờ nè bạn ơi. Bỏ bot đi, mình 4 bot lận. Mình còn 1 mấy đứa sâu sờ và 2 tơ bột bách. Mấy đứa sâu sờ, tơ bột bách. Ừ, có nhà. Ngứa này. Hay quá bạn ơi. Một trăm chín rất là đau. Đối thủ còn 130. Sợ đối thủ Wider và các MV kia kìa, mình rất sợ điều đó. Ritborn Vulcanian à? Không có Vulcanian. Ritborn lấy Vulcanian chắc chắn luôn. Hoặc đen nè. Red mình thì không có sợi sân, vì vậy mà Vitini V. Em này thêm một, cũng là một mối nghi ngại dành cho chúng ta nhỉ? Rồi Wider rồi, oh no. Ơi thua. Lần đầu mình mất bài nhiều quá rồi. Giờ set up không kịp. Nếu không lại được. Giờ sao chơi các bạn ơi. Ừ.
Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào em này thôi. Thế mình cứ tơ một patch đi nào. Reset. Không có. Dạ rồi, đen có. Nếu như lượt sau mình hên ấy, mình sẽ có Mera Sorcerer và mình đánh được đối thủ. Sau đó đối thủ có boss thì mình vẫn thua. Bây giờ chỉ cần đính một năng lượng vào Seticot Vimax đấy, lượt sau đính thêm cái nữa là ok rồi. À, đen có thì chịu thôi chứ sao giờ. Đấy, nhiệm vụ rất đơn giản luôn. Meta số sờ bằng ơi. Reset cũng được. Đấy. Nhân phẩm này. Ngựa. Đấy, phải vậy chứ. À mà khoan, mình không đủ đam. Mới mất một cái em Busker rồi. Thôi thua. Chiều á. Chiều. Hai trận gặp hay lửa mình chỉ bỏ tay, bỏ phép. Không làm được gì cả. Rồi ok. Video review về bài Mera Bot của mình đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bài này như thế nào? Các bạn thấy thì rất là triển vọng chứ. Rất là mạnh, rất là hay. Là chúng ta đỡ nhàm chán hơn là cái việc mà cứ đánh ATP Jason thì nó không hề vui tí nào. Cái việc bot là win. Bot em mấy em giết rồi vì high prize là win dưới 108 máu nữa chứ. Còn không thì Jason đánh 206 máu. Ok. Các bạn có thể bài này như thế nào? Đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất đang đăng kênh hàng ngày nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.